Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nha. Mọi người hôm nay mọi người này, nhìn gì chưa? Đây em đang có hai chiếc bình. Hai chiếc bình này là một cặp luôn. Giống gần như giống nhau, nó họa tiết thì nó giống nhau. Nhưng mà cái miệng thì nó hơi khác nhau một chút thôi mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là nó giống nhau. Em này em lên video cho mọi người là hai chiếc bách hoa vẽ vàng đây mọi người nhé. Em xin phép em cho mọi người xem ở đây. Đây mọi người xem này, cái này là vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé. Đây, đây họa tiết vẽ vàng rất là nhiều luôn. Đây mọi người xem chỗ này này, đây đặc biệt ở chỗ này mọi người xem, chỗ này mọi người biết nhìn thấy chưa, toàn là vàng chấm chấm bi này, vẽ nổi khối lên nhá, rất là đẹp luôn. Cái chiếc bình này em thấy là khá là đẹp đấy mọi người ạ. Đấy, họa tiết này. Quay cho các bác xem. Đây miệng ở đây mọi người. Người xem này, miệng này. Miệng vẽ vàng nhiều chưa? Đây mọi người xem một cái miệng này, nó toàn bộ là vẽ vàng luôn nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là một chiếc, đây là chiếc cái này. Em trước hết là em để bên cạnh. Em cho mọi người xem chiếc này. Đó, nhưng mà hai chiếc này thì giống nhau hết. Đây mọi người, chuyện Cutani nhé mọi người nhé. Nó là bình này là bình không phải là bình men dạn, bình men cứng đây mọi người. Đấy, chuyện Cutani luôn, rất là đẹp luôn. Đây họa tiết ở dưới đáy bình là nó như này đây mọi người. Vẽ toàn bộ là vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé. Mọi người sờ toàn bộ là gọn hết tay lên chứ không phải là vẽ chìm xuống mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Đây, em xin phép là em nó khác biệt nhau ở cái này đây mọi người. Mọi người để ý kỹ giúp em nhé, cái miệng này này. Đấy, cái miệng này. Ở cái miệng này thì nó cái chỗ này nó vát xuống này mọi người. Nó vát thẳng xuống này. Đấy, chỗ này nó vát thẳng xuống. Đây em cho người xem này. Đấy, đây là cái này nhá, còn em cho xem cái này. Đây mọi người, cái này thì là nó cái chiều rộng của này là nó phẳng ra này, xong nó vuông xuống, còn chiều kia là nó vát thẳng xuống. Đó, em hơi khó nhìn rồi. Đây mọi người, đây nhá, như chỗ này này. Đây chỗ này nhá. Ở cái kia thì là nó như này, nó vát thẳng xuống, đây cái chỗ này nó vuông ra. Đấy. Nó nói chung là hai cái này thì là nó y như nhau luôn mọi người. Nó chỉ khác nhau có một tí như thế thôi, còn họa tiết thì y như nhau luôn. Và em xin phép em đo chiều cao em báo các bác ấy. Chiếc này là hơi khó đo. Đây mọi người nhé. Đây mọi người, không biết mọi người nhìn kỹ không? Đấy, đây. Chiều cao của em bình này là 34 nhé mọi người nhé. Chiều cao 34. Đây. Chiều cao 34, hai cái bình, hai chiếc bình này là y như nhau luôn. Nó là một cặp mọi người nhé. Bụng của nó 94 nhé mọi người nhé. Bụng nó 94. Đợi em một chút. Đây mọi người này. Bụng 94 đây. Đấy, đây là chiếc này bụng 94 đây. Miệng của nó nhé mọi người nhé. Em đo miệng của nó này. Miệng của nó 13 nhé mọi người nhé. Miệng 13. Bụng 94, miệng 13. Đo lại cái này cho mọi người xem này. Mọi người ơi, cái này bụng nó to hơn rồi. Cái này bụng to hơn, nói chung là nó làm thì nó không thể tuyệt đối được mọi người. Bụng của con này là 95 nhá mọi người nhá. Đấy này. Bụng 95. Miệng con này nhỏ hơn mọi người nhá. Miệng con này 12 mọi người ạ. Miệng con này nhỏ hơn một chút. Miệng 12. Đây, em xin phép là em quay họa tiết cho mọi người xem này. Họa tiết của chiếc bình này này. Bây giờ em xin phép em đặt cái bình này xuống. Hai cái bình này nó giống nhau thì em sẽ đặt xuống, không để em cho cái bàn xoay vào đây. Để em xoay cho mọi người xem cái họa tiết của nó mọi người nhé. Đây mọi người, họa tiết của cái bình này là
Đấy, cái bình này là bình miệng nó vuông hơn một chút nhá. Đấy. Anh chị xem video này của em thấy ưng cặp bình này thì anh chị cứ liên hệ với em nhé. Anh chị liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, họa tiết phun mình luôn, vẽ vàng quá là đẹp luôn. Rất là nhiều vàng luôn mọi người. Đây mọi người xem này. Rất nhiều vàng đây này. Cái họa tiết này vẽ nổi lên, mình sờ nó ráp ráp lên như kiểu là người ta vẽ sạn sờ cát vào ấy. Nó sờ nó ráp ráp lên như thế. Rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ tay. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đây là một chiếc này. Em đặt nó xuống và em quay chiếc này cho mọi người xem. Đấy, chiếc này là cái miệng nó đây nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người để ý cho em xem cái miệng nhé. À, họa tiết thì y như nhau luôn, vẽ vàng rất là nhiều luôn. Đây, như cái bông hoa này là toàn bộ là vàng luôn này mọi người này, vẽ kín vàng luôn, rất là đẹp. Chiều cao là 30 ba mấy ấy, 34 à mọi người. Chiều cao 34 mà bộ 95. À, trước bình này là khá là lớn nhé mọi người nhé, không nhỏ chút nào đâu. Mà để mà sưu tầm được một cặp bình bách hoa này nó giống như nhau như này thì không phải là đơn giản mọi người. Nếu mà nên là quý anh chị nào mà xem video này của em mà muốn sưu tầm thì cứ liên hệ ngay với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 để em chốt nhanh, để em còn gửi về đến tay mọi người, cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc bình này. Đấy, em xin phép em đẩy nó sát lại cho quý anh chị xem này. Đấy nhé. Đây mọi người xem. Đây mọi người xem này, vàng này, nhiều chưa? Chấm bi vàng rất là đẹp luôn. Đấy, miệng đây mọi người xem miệng nữa này, chuyện mộc đầy đủ nhé mọi người nhá, chuyện cutani nhá. Đấy, đây là chiếc này em, đây trước đây nữa cutani đây, một cặp luôn. Em quay cho mọi người xem này. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nếu mà ai ưng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người. Và em Toàn chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video và từ trước nay đã ủng hộ em Toàn. Em Toàn chúc tất cả mọi người xem video có một sức khỏe thật tốt và sưu tầm được thật nhiều những đồ mình ưng ý về gốm sứ Nhật Bản để về trưng bày. Thôi em xin chào mọi người nhé.